Mời bạn nam. Mời các bạn. Mời bạn nữ. Mời em gái ngồi. Rồi, em giới thiệu về mình đi em trai. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị khán giả cùng chị Cát Tường và bạn nữ bên cạnh. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Thiện, em năm nay 26 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống ở Đắk Lắk. Và công việc của em là làm nhân viên viễn thông Viettel ạ. Tức là Thiện ở Đắk Lắk luôn. Dạ đúng rồi. Vào để tham gia chương trình luôn. Dạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Hoài Linh. Chào anh Quyền Linh, chào anh Nam bên đó. Em chào tất cả các vị khán giả. Em tên là Tô Đình Ngọc Diệu. Em 27 tuổi. Em đến từ Đắk Lắk. Ngọc Diệu 27 tuổi, tức là lớn hơn Thiện 1 tuổi. Dạ. Có ngại gì vấn đề không các bạn? Dạ không sao anh. Diệu là đang làm công việc gì? Dạ em là bác sĩ. Hiện em đang làm ở trường đại học Buôn Ma Thuột ở Đắk Lắk đó chị. À, đâu hai bạn hỏi thăm coi mình có ở gần nhau không? Em ơi, nhà em ở đâu vậy em? Dạ nhà em ở huyện Krông Búc ạ. Em làm ở Buôn Ma Thuột. Em làm trên đó lâu chưa? Dạ em ra trường được 3 năm là làm được 3 năm rồi ạ. Nhưng mà em vô Sài Gòn học nâng cao ạ. Em học lên gì em? Dạ em học thạc sĩ ạ. Thạc sĩ. À, khát vọng cũng cao lắm ha. Thạc sĩ rồi tiến sĩ đúng không em? Dạ tiến sĩ chắc chục năm nữa. Không sao. Nhưng mà hiện tại là mình đang làm việc ở Đắk Lắk Buôn Ma Thuột đúng không? Dạ em đang làm đề tài tốt nghiệp thạc sĩ ở Sài Gòn. Một năm nữa em sẽ về Đắk Lắk làm. À hiện tại là đang ở thành Sài Gòn. Một dạ. năm nữa mới về lại Đắk Lắk. Dạ đúng rồi. À ráng đợi một năm đi rồi mình sẽ về quê luôn. À rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì Diệu? Dạ em sống rất là lạc quan, vui vẻ, hay cười. Em cũng biết nấu ăn, biết làm bánh, biết làm đồ handmade, biết hát, biết múa, biết nhảy. Trời, biết nhiều thứ quá. Cũng nhiều chị. Thời gian đi học, học lên cao mà còn biết đủ thứ. Như vậy là quá tuyệt vời. Cô bác sĩ bên kia hơi đa tài đó nha. Nếu mà là bác sĩ thì chắc nhà em rất là hợp. Tại vì nhà em có anh làm dược sĩ. Rồi có anh đầu làm bác sĩ đang làm ở trong Đồng Nai. Con em là gì sĩ? Dạ em cũng có chút nghệ sĩ anh. Có không? Dạ có. Có biết hát hò gì không? Dạ em biết hát rồi biết chơi đàn. Ồ vậy là cũng nghệ sĩ rồi. Dạ. Anh nghĩ rằng là em hát một cái bài nào đó cho nó không khí thử coi sao. Dạ có cái đặc biệt là em muốn hát trực tiếp cho bạn nữ nghe. Trực và tiếp em, em sẽ hát bạn nữ qua một cái điện thoại. Là sao? Dạ. Là gọi điện thoại đó hả? Dạ gọi điện thoại. Em hay hát cho bạn nữ nghe qua điện thoại di động. Vậy giờ lấy điện thoại di động ra đi. Dạ điện thoại không có anh. Em sao là có chuẩn bị một điện thoại khác đặc biệt hơn anh. Thoại gì? Dạ dạ đây ạ. Dạ à, cái này trò chơi ngày xưa đó mà. Dạ đây là chiếc điện thoại đầu tiên em xài anh ạ. À bây giờ anh sẽ chuyển điện thoại qua anh kia cho bạn gái nghe ha. Muốn hát hò gì đó hát. Rồi đây trái tim này nằm bên kia. À, tôi nghi lắm rồi, tôi nghe, tôi biết cái lon rồi. Đó. Em ngồi xuống em nghe coi bạn bên đây hát cái gì. Alo, alo em nghe rõ không em nghe ơi? Nghe rõ, nghe rõ. Đây bên đó nói lấy giọng rõ. Anh hát cho em nghe một bài rất là tình cảm, đó là bài hát Như Khúc Tình Ca. Gió ơi, nhờ gió mang theo những yêu thương nồng cháy trong tôi. Đến em và ướp hương hoa để cho tôi nghe một thoáng bối rối như cánh én tôi đi tìm xuân tìm đến nông trường đầy nắng gió bụi mờ tôi sẽ hóa cơn mưa đầu mùa để thấy em về bên lá non xanh. Và xin hết. Sao em cảm nhận qua cái điện thoại như thế nào? Em nghe rõ không em? Dạ rõ. Không có cái lon này nghe rõ không? Cũng rõ. Rõ luôn. Nói chung bạn trai muốn nhắc về một cái ký ức ngày xưa ha. Quan trọng là cái điện thoại có trái tim nha. Rồi, cái này để giữ làm kỷ niệm ha. Rất lãng mạn. Chút xíu hai bạn đem về để ở chung phòng á. Rồi cái mình gắn mỗi đứa nghe cái cho nó chơi. Bữa nào gây lộn cũng gắn cái này nghe. Cãi nhau cũng vui. À hai bạn nãy giờ mình nói ưu điểm, mình chưa có ai nói khuyết điểm hết ha. Mình có khuyết điểm gì không? Dạ khuyết điểm của em là về giao tiếp. Người ta nói là bị chậm một nhịp á chị. Nên là
Trong giao tiếp thì em thường hay cười trừ chứ đối đáp thì cũng không có nhanh chạy cho lắm. Người giỏi cái này phải giờ mà dở cái khác. Bạn trai có khuyết điểm gì không em? Dạ, tính em hơi bề bộn, cẩu thả. Ở nhà đồ đạc em hay vứt lung tung, nhiều khi em không có nhớ. Nhỏ em hay có tính là tẩy máy. Đồ đạc ở nhà là không bao giờ yên với em hết á. Tivi hay tủ lạnh gì là em hay tháo ra em coi hết trong đó. Ráp vô. Dạ, mà ráp vô cái lần không coi được anh. Thiếu đúng không? Thiếu hoặc là dư. Em ráp vô không biết sao, em ráp y chang gì mà không coi được. Mình trải qua mấy mối tình rồi em gái? Dạ em nhỏ lớn giờ chưa yêu ai. Nhỏ lớn giờ chưa yêu ai? Sao vậy? Lý do? Cũng giống như là trong giao tiếp em bị chậm một nhịp thì trong tình cảm cũng giống vậy á chị. Em cần nhiều thời gian để mà có thể... Trong điều trị em có chậm một nhịp không em? Dạ không, trong điều trị thì chậm mà chắc em... Đúng rồi, trong điều trị mà chậm một nhịp là hậu quả nghiêm trọng lắm á. Bạn nam nói chung cũng phải kiên trì một tí thì mới có thể làm cho em rung động được. 27 năm nay thì chưa có ai đủ mặt dày để rước em đi. À, dạ, phải kiếm một người có mặt dày mới được đúng không? Mà hồi đó giờ chưa có ai đeo đủ em luôn hay sao? Dạ có, nhưng mà họ không có kiên trì lắm. Em hơi lơ lơ cái là họ cũng dê luôn. Mà em có thích người ta không mà em lơ? Chưa thích chị, chưa thích lắm. Tại vì em chưa thích lắm, chứ nếu em thích lắm em đâu có lơ. Hy vọng bữa nay không có lơ nha. Em có kiểm tra lại cái giới tính của mình không? Nhiều đêm cũng vắt tay lên trán suy nghĩ. Nhưng mà trước giờ chưa thích bạn nữ nào theo cái kiểu đó hết. Nhưng mà vậy là em chưa có được nụ hôn đầu tiên luôn á hả? Dạ. Chưa có. Dạ. À, bạn trai thì sao? Có mối tình nào chưa em? Dạ, em thì từ trước đến giờ thì em đã trải qua 2 mối tình. Dạ, một mối tình thì từ thời học sinh sinh viên. Bỏ qua. Mối tình mới nhất. Mối tình mới nhất thì cách đây khoảng hơn 1 năm. Tại vì vấn đề bên đạo. À rồi. Thôi chuyện đó mình phải chịu thôi ha. Chuyện cũ bỏ qua. Mẫu người bạn gái lý tưởng của em là sao em trai? Dạ. Có chút nữ tính với lại có chút nữ tính thôi hả? Dạ. Bên kia có chút nữ tính đó. Mẹ em thì không có con gái cho nên là ba mẹ cũng rất là thương nếu mà ai chịu đồng ý về làm dâu nhà em. Rồi, mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Người có thể khiến em cười cả ngày. Chỉ vậy thôi. Chỉ cần đơn giản vậy thôi. Ngoại hình, tính cách. Ngoại hình thì nói chung nó chỉ là cái phần giá trị gia tăng thôi. Đẹp trai thì tốt, mà không thì cũng không sao. Có cái điểm nào em không thích ở người đàn ông? Em không thích một người kỹ tính, gọn gàng quá. Thích hơi xề xà một chút. Nó đây ở đâu có dọn đâu, cả tuần không dọn á. Dạ em nghe cái đó em đúng rồi. Khoái rồi. Dạ, nói khoái em. Mốt em về em dọn chết luôn á, chứ em khoái cái gì không biết. Dạ em thích dọn dẹp nhà chị. À, thích dọn dẹp nhà vậy là làm dâu được đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi à, chừng nào đám cưới được em? Dạ nếu tốt thì khoảng chừng 1 năm đến 2 năm chị ạ. Ví dụ sau này lấy cô về rồi nhưng mà cô vẫn muốn học lên nữa, còn học lên tiến sĩ nữa. Dạ học được hết chị. Cho. Sao chị? Dạ được. Rồi có phụ cô nuôi con chăm sóc dọn dẹp nhà cửa cho cô đi học không? Dạ cái đó thì em biết làm chị ạ. Cái em có chắc thể... Dạ chắc chị. Ga lăng không? Dạ em thì cũng vừa vừa chị. Không thấy nghĩ ra mấy trò đó là thấy vui rồi. Dạ. Cố gắng cứ lâu lâu tạo ra trò vậy là hạnh phúc rồi đó. Dạ. Nha. Rồi mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với má với mấy dì ạ. Xin chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh. Chào cháu trai trên chào đó. Cô ạ. Dạ. Chào quý vị khán giả trong trường quay. Mình cũng thường theo dõi chương trình này lắm. Dạ. Thì mình thấy chương trình cũng rất là hay. Thì cũng chính mình là động viên Diệu là đăng ký chương trình để may ra là có một cái cơ duyên nào đó mà cháu có thể là có một tình yêu. Chứ vì mẹ thấy con 27, 28 tuổi rồi mà không dẫn vô về nóng ruột lắm. Cháu bên này thì mới nhìn thì cái ngoại hình thì cháu hơi nhỏ con. Nhưng mà cháu ăn nói rất là có duyên. Nhìn thì cháu cũng hớn hỉnh, vui vẻ như vậy là cô. Vô là hợp với gia đình mình, chứ cái cậu nào mà vô mà nhà mình thì hay nói giỡn mà nói giỡn không hiểu là chết. Cậu thanh niên này thì nhỏ hơn con 1 tuổi thì má cũng thấy hơi lo lo là vì con gái mà lớn hơn tuổi rồi không biết sau này con có già hơn cậu bên này không. À, nhưng mà thôi thì cũng là một cái duyên, cậu thanh niên này với con thì bấm nút tìm hiểu nhau đi rồi là để mình có một cái mối tình đầu. À, má sợ con gái chưa có mối tình đầu hả? Cảm ơn cô. Trời ơi, có người mẹ dễ thương quá. Thôi giờ nói gì vài tiếng với cô đi. Nếu mà được phép mà chăm sóc bạn gái bên cạnh con cô thì con sẽ hứa sẽ hết lòng chăm sóc cho bạn ấy.
Nhưng mà dạ, với Diệu nó hơn con 1 tuổi. Dạ. Thì con có nghĩ đó gì? Thì cũng không có quan trọng lắm cô ạ. Dạ, miễn sao hai đứa mà hợp nhau là được. Rồi, dạ, cô yên tâm dạ, rồi hả cô ha. Bấm nút đi, dạ, cái mối tình đầu đi. Rồi, nay bạn trai đi với ai? Dạ, thì hôm nay thì em đi với anh trai em. Hả, anh ruột hả? Dạ, anh ruột. Anh cả hả? Dạ, dạ. Dạ, chào anh. Chào chị Tường và anh Linh. Chào tất cả các vị khán giả anh xem chương trình truyền hình. Em tên là Nguyễn Văn Tiến, thì là anh cả của Nguyễn Văn Thiện. Em là bác sĩ, làm ở Đồng Nai. Anh nhận xét cô gái như này như thế nào? Về cô gái này, ngoại hình thì rất là dễ thương và rất hợp với Thiện. Thôi, bây giờ thì chúng ta kéo màn cho hai bạn gặp mặt đi. Mở rào. Lần đầu gặp em thì anh có món quà nhỏ tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Em rất là thích ạ. Còn cái này là cái quà em tự làm. Còn cái cây này là má em trồng ở Đắk Lắk đem vô. Rồi, anh cảm ơn. Rồi, chúng ta sẽ tâm sự với nhau đi nè. Nếu mà hai mình quen nhau thì em nghĩ là mình bao nhiêu lâu sẽ tiến tới hôn nhân được? Nên là 1 năm trở lên thì mình mới có thể hiểu được nhau ạ. Một người đang học ở Thành phố Hồ Chí Minh, một người đang ở Buôn Mê Thuột đó, thì chúng ta sẽ hẹn hò cách nào? Nếu mà em trống thời gian rảnh thì em có thể sắp xếp vào thăm bạn nữ được. Dạ, em bây giờ đang làm đề tài thì cũng hay về. Em cảm nhận về người đối diện em như thế nào? Em cảm nhận thì bạn nữ nhìn rất là hiền, rất là nhân hậu. Gia đình có ở đây chắc ba mẹ sẽ đồng ý hết. Cảm ơn. Nãy bạn gái nói là bạn gái làm đủ thứ hết trơn á, bây giờ em biểu diễn một cái tài lẻ nào đó tặng bạn trai được không? Dạ, anh có sẵn lòng ngồi nghe coi không ạ? Wow. Wow, quá dữ luôn, thấy chưa, chịu nổi không? Chết rồi, chết rồi, chịu không nổi rồi. Bác sĩ cũng có bác một cái sĩ nha, tinh thần nghệ sĩ nha. Anh có cảm thấy là nó hơi quá không? Không, cái này bây giờ thì cũng thấy bình thường, em đâu có gì đâu. Cho cuộc sống nó vui hơn. Quá hay. Đâu có gì đâu mà quá đâu em. Không có gì phải bó buộc hết nè. Rất là dễ thương đấy, lúc nào mà anh giận lên em nhảy bài hát giận. À, chúng ta nói xíu về tương lai đi, tiền bạc ai lo, con cái thế nào, thử xem một vẻ bức tranh hạnh phúc thế nào. Nếu sau này thì hai đứa có đến với nhau thì tiền bạc thì nếu mà em làm ra thì em giao cho vợ em giữ hết, em không giữ. Em cũng tự nguyện giữ tiền của anh. Con cái như thế nào? Anh thì anh thích là hai đứa con trai, một đứa con gái. Thì dạ, gia đình nó sẽ rất là nhìn nó lớn mạnh và nó ổn định. Con do ông trời ông cho thì mình nhận thôi chứ cũng không có tính trước được. Anh đến đây là anh mục đích chính là anh cũng muốn tìm một người nào đó để đi với anh trong cuộc đời này. Hôm nay anh đã tìm đúng người. Mong thì chúng ta hãy tạo cơ hội cho nhau để tiến tới một cái mối quan hệ rất là tốt đẹp sau này. Dạ. Em cũng tới đây là cũng làm nghiêm túc muốn tìm một mối quan hệ để xây dựng gia đình. Để tay vào nút bấm và suy nghĩ cho thật kỹ. Chúng ta đến đây ai cũng vậy, rất là nghiêm túc. Thành ra không bấm nút vì bất kỳ điều gì mà chúng ta bấm nút vì trái tim của mình thôi các bạn nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Ủa, sao em? Em có bấm không chị? Em có bấm không? Có. Lo quá thì em bấm chậm đúng không? Em có bấm mà hình như nó chưa có vô. Đấy, một chút xíu trục trặc nho nhỏ. May mà cái duyên nó cũng đã đến ha. Rồi, nắm tay nhau đây hai bạn. Con xin phép con hôn bạn. Nụ hôn đầu đời đấy nha.
Bạn trai tuy là nhỏ tuổi một tuổi nhưng mà rất là chững chạc nha cô nhá.